Đây là Huntington Beach nha các bạn. Ở no? California. You can park right here like they do? Yeah. Yeah. And then just stay for a couple of hours. That's it. See? That's it. See? Yeah. Có một chỗ để đậu xe. Tính mấy tiếng? Một ngày hả? Một ngày flat rate. Một ngày 15 đồng á. Ừ. Mình đã ở đây 2 tiếng rồi, cần gì phải trả giữ cho vậy biết không? Chi? Park there and then that's it. Chạy đọc. Vậy hả? Ừ. You know you're inside again, so everything is clogged up already. Remember I tell you? So much. That's what I tell you. Ok, ở đây là đậu trên đường. Yuppie. Nhớ nha. No. Đừng có trả cho người ta nữa nha. Trời, lúc này chồng tôi tốt lắm, từ bi bác ái lắm. Làm phước dữ lắm. Bỏ tiền coi nhiêu kìa các bạn. Đậu được 1 tiếng 20 phút. Okay. 1 hour 20 minutes. Hả? Biết không? How long can we park? 1 hour and a half. Well, till 3 o'clock, put this way. Okay. 1 hour and a half. Cho người ta chắc đốt barbecue cái gì các bạn. 3:30 là mình đi ra ngoài parking trở lại. Bây giờ 2:00 PM, trời nắng nóng, chưa có check cái temperature nhiệt độ ở đây là bao nhiêu. Đổi sang running shoe qua sandal hết rồi, để dễ đi trên cát chứ không có gì hết đó các bạn ạ. Ồ, có chiếc máy bay bay trên bầu trời, cầm theo cái lá cờ hay lá gì không biết, chắc đi bảo vệ ở Huntington Beach, California. Xét của mình nè các bạn, hôm nay có nhiều người ở đây. Hôm qua mình đi Long Beach, ít người hơn ở Huntington. Nay có chỗ đậu xe, nghe nhiều bạn nói cuối tuần đi sáng sớm phải cử một người hy sinh ra đây để dành chỗ đậu xe. Này nóng hơn. Với lại á,
có cung cấp cho mình cái cây tắm nước ngọt lên các bạn. Còn đằng kia không biết có không, không thấy. Ok, mình tới đây đó. Ok, chị kia làm sao? Mình không có tới weekend. Weekend luôn luôn có parking á, là khó lắm. Bây giờ parking nhiều lắm ở ngoài. Cũng là quý tiền không ít con nào tới. Thường á, gia đình mình nó không có tới weekend 30 chỗ. Người ta tới gia đình mình tới quý tiền không à. Đi chỗ nào cũng vậy hết á. Quý tiền là kia làm sao? Luôn luôn có chỗ parking cho mình, nhiều lắm. Chứ nó không có đông người nữa. Trời ơi, đông người cái hộp parking này nó mệt lắm. Nó hoành qua hoành lại, hoành nửa tiếng hoành tiếng, không biết có parking cho mình không nữa, biết không? Ở bên kia có nguyên một đội con nít luôn. Mặc toàn là áo màu vàng. Huntington Beach. Nhiều beach lắm ở đây, có Laguna Beach nữa. Siêu beach. Ờ, mà không biết beach nào cứ thôi. Cướp gì đi, đi hết rồi mới biết. Ờ, thì Long Beach cũng qua là không có cướp nữa. Ờ, có đâu không có cho tắm. Ừ, có biết ít người á, nè bia cái này đúng rồi. Ở bên đây là cho tắm nè, coi coi sóng nó vô kìa. Ừ, cái giống Vũng Tàu chứ. Đánh mạnh á, bên đây sóng đánh mạnh. Đừng kêu đừng đi xa quá. Để biết. Không, ngồi đi chơi đã quá. Ờ, relax. Ừ, relax gì vậy? Ừ, phè ra. Mình đi xuống dưới ha. Cái nước nó hơi lạnh. Lạnh hả? Dạ. Yeah. Không bằng Florida. Florida nước nó ấm lắm. Dạ. Yeah. Ờ, Florida là nước là ấm luôn á. Sóng đánh hơi mạnh nha các bạn. Quá trời luôn. Oh, đánh ầm 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 giống Vũng Tàu thiệt á.